Xin chào tất cả các bạn, trên tay mình đây là bức tranh cái mũ. Hôm nay mình sẽ vẽ bức tranh này để gửi đến tất cả các bạn. Mình vẫn mong rằng các bạn sẽ thả like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều.